Tôi xin giới thiệu là tôi là thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2, giám đốc bệnh viện đa khoa Hà Đông. Cái bệnh viện thì nó nằm ở chỗ đường Trần Đạo á. Thì sau này mấy em có nhu cầu đó đang điều trị cái chỗ đó, bệnh viện của thầy. Xin nói thì nói là chỗ của Đại học Quốc gia thì đã học thầy lên rồi thì thầy sẽ có chế độ giảm giá cho. Thì chắc là chúng ta ai cũng biết rồi, thì răng thì có hai bộ hàm, hai hàm răng, tức là bộ răng sữa và bộ răng con. Thì lúc mà chúng ta sinh ra thì chưa có răng, thì khoảng 6 tháng thì chúng ta một cái răng sữa đầu tiên, cái răng sữa thay dần dần đến các răng khối sữa. Thì đến 6 tuổi thì bắt đầu thay răng định biện, thì cũng thay đầu tiên là cũng thay miếng răng cửa trước, rồi sau dần dần đến cái răng khối. Thì cái bộ răng sữa thì nó có 20 chiếc, bộ răng định biện thì có 32 cái. Thì tức là cái răng mình nó sẽ chia làm 4 khung hàm. Hôm nay tôi quay cái mẫu hàm theo, thì nó chia thành 4 khung hàm theo cái đường giữa. Thì ở bên này từ cái đường giữa như sáu mũi xuống thì chia qua đây là một hàm, chia qua đây thì một hàm, ở trên dưới thì chia các phần hàm á, thì nó có 4 phần hàm, một phần hàm ở đây thì nó gọi là phần hàm 1, phần hàm 2, phần hàm 4. Thì răng mình nếu các em học ra tên số răng thì nó cũng gọi theo cái tên cùng. Ví dụ đây cái răng số 1 ngay đây thì gọi răng 11, ngay cùng số 1, cái răng ngay răng 11, cái răng kế răng 12, kế 13, đây thì răng ngay giữa thì là răng 21, răng 21 đây là 22 rồi, dưới này là răng 31, đây răng 41, đây cũng đếm từ 100, thì răng thánh chung giữa. Cái này thì nói răng nóng thì đều có kiến thức cơ bản, tức là chúng ta chia răng thì nó sẽ răng tương tự nó đối xứng. Ví dụ cái răng cửa này cái đối xứng răng cửa đây, kích thước bằng nhau, hình dáng giống nhau luôn, thì thông thường là cơ thể ta rất là đối xứng, hai phần nửa cơ thể từ trên dưới luôn là đối xứng. Đây qua này nó xuyên hai tay thì cũng là giống nhau ha. Thì cái hai cánh mũi nó giống nhau vậy, hai mình cao cũng giống nhau. Thì con số người nào bị khuyết tật thì nó có sự lệch lạc ha. Thế thông thường thì cái đường giữa mặt nó xuống bên là hai phần này tương đối với nhau. Răng thì cũng như thế. Thì nãy có nói rồi, bộ răng sữa thì nó có 20 cái, bộ răng định biện thì có 32 cái. Và chúng ta thay răng thì đến cái răng định biện thì khoảng 12 tuổi là ta thay xong cái răng cối thứ hai, gọi răng số 7. Còn răng số 8 thì nó mọc trẻ, răng số 8 thông thường từ 18 tuổi nó mọc, 18 tuổi đến khoảng 28-30 tuổi. Thì thường thường các em mọc răng, các em tuổi các em thì hay nếu mà đau răng thì hay do nó mọc răng số 8. Hay mọc số 8 thì thường thường mọc răng số 8 khôn nó hay gây biến chứng. Thứ nhất là cái bây giờ phát triển, con là người phát triển mặt sẽ càng phát triển thì cái xương hàm nó càng nhỏ lại. Cái người mà người đầu tiên, người tiền sử chúng ta, người mà Neanderthal đó là tới 36 răng này. Tức là ta phát triển từ lời kỹ lên thì là tới 36 răng này. Thì đến tiến hóa là đến thời Romanion thì đây là thời chúng ta thì là người còn ra còn có 32 răng thôi. Và đến thế hệ chúng ta sau này thì nó dự đoán là chúng ta sẽ còn 28 hoặc 29 30 răng này. Chứ không còn là 32 răng nữa. Tại vì 32 răng mọc nó gần như là tỷ lệ mà ngang với nghiện nó bị nhầm á, tiếng ngang rất là nhiều thì khả năng là tiếng hóa là người thì tự nó loại bỏ dần. Như tôi thì đã có 30 răng, tôi là có 2 răng khôn trên và 2 răng khôn dưới, tôi có, đây cũng may mắn á. Có một số người thì không có răng khôn nào luôn, có một số người thì có một cái, một số người hai cái. Và tiếng hóa là người thì dự đoán là sẽ có 28 răng thôi. Vậy thực tế giờ cái xương hàm chúng ta nhỏ là nhiều so với người tiền sử là xương hàm rất là lớn. Lớn thì nó mới đủ chỗ cho răng mọc lên. Bây giờ nhỏ quá nó đủ chỗ răng mọc thì răng số 8 mọc ra thì nó không đủ chỗ mọc, nó phải là ra ngoài. Hoặc là nó có cái thì nó mọc nó chặt quá, nó phải đứng xô qua xô lại trong lớn thì nó không được đều. Thì tiến hóa là người thì nó sẽ còn lại là 28 răng. Thì bây giờ ai mà 32 cái răng thì rất là khổ sở, chứ là mọc hai răng khuôn hàm dưới. Chúng ta biết cái hàm dưới góc hàm ta đây là nó uống nó bẻ góc,
Khi hàm dưới xuống đây thì nó bẻ góc, nó bẻ một cái góc khoảng 70 độ, 80 độ ha. Thì khi xin lỗi, bẻ hơn 90 độ, xin lỗi, khoảng 120 độ. Thì cái xương hàm á, chúng ta tới đây hết rồi. Cái răng khôn mọc vào nó, thay vì nó ở càng ngang này thì nó mọc vô càng đứng. Nó mọc vô càng đứng thì nó phải ngang thôi. Thì thay vì hai răng mọc vậy thì cái răng khôn mọc dưới trong đường đó, nó gọi là 90 độ đi. Thì lúc đó chúng ta bắt buộc nó phải nhổ ra lên. Và ở bệnh viện của tôi thì một số các em, đa số các em mà đi du học thì tới chỗ tôi thì nếu chụp phim mà thấy 4 vòng răng khủng tắn thì tụi tôi khuyên cáo là nhổ hết luôn, 4 răng vòng răng bỏ luôn, để nó không có đi học, nó không vướng bận. Còn bên đây thì dễ, bên đây thì khi người ta răng đi làm được dễ, còn đi học rồi thì bên đó các anh chị biết nó răng rất là mắt. Nhổ một cái răng khô ấy, phải cỡ khoảng ngàn mấy đô. Cái răng khôn á, nó phẫu thuật mà hẹn một cái lịch hẹn có khi 6 đến tháng không có làm cái làm phẫu thuật được cái răng. Tại cái nào liên quan tới phẫu thuật thì nó hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu về một cái, tức là hai cái bệnh cơ bản của trong răng miệng, thì là bệnh sâu răng miệng nha chú. Thì tôi nói sơ về phẫu răng, thì nói về các nguyên nhân của gây ra bệnh sâu răng miệng nha chú làm sao, và cách dự phòng sao, thì đó là nội dung chính của bài hôm nay. Bài này thì cũng ngắn gọn thôi, tức là sau này thì nếu có thi thì cũng chừng khoảng chừng 3-4 câu hỏi thôi, thì không nhiều lắm. Thì mục đích thì chúng ta phải hiểu rõ được nguyên nhân và cách dự phòng của các bệnh sâu răng miệng nha chú, người mô tả thực hiện được một số biện pháp về sức khỏe cơ bản, cũng như chọn lựa được các biện pháp phù hợp cho cá nhân đang cần người. Về nội dung bài giảng thì biết là nguyên nhân cách dự phòng các bệnh sâu răng là biện pháp làm sạch răng miệng, phương pháp chữa răng, cách xúc miệng với dung dịch có số sát khuẩn và cách dùng chỉ dẫn nha khoa. Cách dùng tâm xỉa răng, tâm xỉa răng dùng sao chứ gì không đúng, dùng không đúng thì nó hư cái kẽ răng ta. Và những cái phương pháp làm sạch tự nhiên, nó có phương pháp làm sạch tự nhiên. Giờ nói về bệnh sâu răng nhà chú ha. Thì chúng ta đều biết là cấu tạo này là một cái răng, và răng này nó gọi là răng này thì là răng cối, mà răng này răng bên biển, răng sữa thì hình thể khác hơn tí xíu. Răng cối thì nó có cấu trúc từ của răng này, nó sẽ có thành phần. Đây là phần men răng. Men răng là phần mà cứng nhất trong cơ thể, cứng nhất. Thành phần nó vô cơ, nó chiếm tới 95-96%. Phần men răng thì nó là chất vô cơ, nó rất là cứng. Và nó nhiệm vụ nó là bảo vệ cái răng. Và cái men răng này thì nó giúp cho chúng ta dễ ăn nhai, nó không mòn răng, chứ không có lớp men này chúng ta ăn nhai nó mòn răng. Thì nếu mà răng nào một số người nghiến răng rồi nó mất lớp men này tới lớp ngà thì mau mòn mà rất là ê. Lớp men này á, lớp ngà thì nó có những cái ống tủy, ống thần kinh nó chạy mà men thì hoàn toàn không có thần kinh nữa, thì chúng ta không có đau. Và cái vùng này thì nó không có men tới đây nó hết rồi. Nên một số người mà chúng ta đến về một số cái cổ răng chúng ta mà chúng ta đánh răng sai làm cho cái nút này, cái nút sừng hóa này nó tụt xuống đây, nó lộ cho vùng này ra, nó lộ vùng tiếp giáp bên ngàn thì nó êm. Nhưng có khi chúng ta chạy răng êm mà tay cái móng tay ta cà cạo nó rất là êm, thì cái vùng đó nó không có ngăn bảo vệ. Men là phần cứng nhất của cơ thể và nó có màu trắng trong, nên ai mà có lớp men dày thì cái răng trắng hơn, nó đẹp hơn. Cái ở vùng ngà thì chúng ta nghe nói cái màu ngà đó, cái màu ngà thì nó là màu nó hơi vàng này. Ở cái màu ngà các bạn, nên người nào mà răng màu vàng á là do cái men nó mỏng quá, và cái ngà nó sậm màu hơn thì cái men mỏng quá thì răng nó hơi vàng. Nên bây giờ nó có biện pháp là tẩy cái răng, nó tẩy thì nó giúp cái làm sạch cái lớp men, nó là tẩy cái làm cho cái men nó trong hơn, nó đẩy được cái chất này trong cái móng ngà này, nó làm cho răng sáng ngà này nó trong hơn. Cái phương pháp nguyên tắc tẩy nó là oxy hóa, chất oxy hóa thôi kìa. Oxy hóa nó thấm vào cái gì đó, nó vào cái ống ngà, nó tẩy những cái chất kia vào cái ngà ra thì nó làm cho răng nên sau từ từ sau khi tẩy răng thì nó hơi êm, chúng ta êm khoảng một ngày vậy. Thì ngày sau thì đặc biệt cái men ra trong răng chúng ta nó có hiện tượng là tái phán hóa. Chứ là tái phán hóa tức là nếu mà bình thường chúng ta
Tức là bị e bút á, là ăn chua nè. Ăn chua uống nước có ga rồi thì nó e. E sau đó thì ngày sau nó hết e là do hiện tượng tái thoái quá. Tức là trong môi trường nước bọt chúng ta có những chất khoáng như canxi, magie rồi tất cả các chất nó ngấm vào trong men gan rồi. Và nó tái thoái quá là nó làm cho men gan cứng chắc lại. Thông thường thì chúng ta ăn nước chua thì cái men gan nó mềm đi chút. Hoặc là uống nước có ga thì nước có ga trong cái chất có ga nó làm cho men gan mềm đi. Thì trong ví dụ bây giờ là khuyến cáo là sau khi uống nước có ga hoặc ăn đồ chua thì không nên chảy ra liền. Chảy ra liền lúc đó thì có khả năng nó mòn. Cái phần ngà răng á, thì trong ngà răng thì nó không có cái những cái sợi dây kim đó mà nó có những cái ống ngà á, ống ngà thì nó có những nó đầu mút với dây kim á, nó cảm giác được, nó có hiện tượng dẫn nhiệt dẫn điện ở trong cái ống ngà, nó có chứa dịch, nó có dịch dịch do đó nó có hiện tượng dẫn điện dẫn nhiệt. Do đó nếu mà chúng ta bị mòn nó ngang thì ta ăn chua ăn nóng lạnh thì nó sẽ có hiện tượng là ê bút. Cái này là buồn tủy. Buồn tủy hay là mình gọi là gân máu, gọi là buồn với sau này nó kín, nó nằm trong cái khoang kín, đây gọi là buồn ha, tại vì nó nằm hoàn toàn trong một cái khoang kín, nó không có thông với bên ngoài, nó chỉ có thông với lại cái mặt máu từ tim ở dưới chớp ra đi ra đây ha. Nên khi mà chúng ta bị viêm tủy á, cái ai mà bị đau răng rồi chắc ai các em chắc một lần đau răng đó, thì đau răng á là do hiện tượng nó viêm cái tủy, viêm tủy thì là cái mạch máu này nó sẽ bị giãn mạch ha. Giãn mạch ra và nó đập á, khi nó đập mạnh quá nó giãn mạch á, cái viêm thì mạch máu nó giãn ra, nó đập đè vào dây thần kinh, do đó mỗi lần mà nó mạch đập nó cái mạch trong mạch máu nó ra lên mạch máu nó giãn ra thì nó đè vào dây thần kinh, nó gây đau, nên ta gọi đau như mạch đập vậy. Đau như mạch đập là nó khi mà cái viêm ta đập ra thì cái đau chân đau nó theo cái mạch đập tim, là do cái mạch máu nó chèn ép vào dây thần kinh, mà nó ở trong một cái buồng kín, một cái buồng nó kín này. Và khi mà cái mạch máu áp lực tăng lên thì chắc chắn nó sẽ đè ép vào dây thần kinh, nó sẽ đau. Nên ví dụ như là khi mà răng còn đang đau, đang viêm tủy mà để mà giải hết cái đau thì người ta sẽ mở một buồng tủy, một cái lỗ đường thông ra cho giảm áp. Hoặc là một số em mà nó khi mà đang nhiễm trùng đấy, nó nhiễm trùng đấy nó không giảm áp được á, thì nó phải đục qua xương, nó sẽ tìm cách nó phá gửi xương á, nó dò một cái lỗ ra ngoài, thì có khi nó sưng nó chảy máu cho mũ á, thì là do cái nhiễm trùng của mình nó tìm được ra những cái dịch nó tìm được thoát, thì nó phải phá hủy cái mô xương ở ngoài để nó qua mô nướu rồi nó để tạo một cái lỗ dò ra ngoài, thì nó gọi là lỗ dò fistin. Trong cái buồng tủy nó có một cái mạch máu, một cái đèn kinh, nó đi vào từ cái, nó được phân chia từ cái cấu trúc thần kinh ở xương hàm và nó đi vào qua cái lỗ chớp. Và các em biết cái lỗ chớp này thì khi răng ta mới mọc thì cái chớp này nó chưa đóng, chớp này nó mở rộng thì từ từ dần dần nó hình thành cái chớp. Mà khi mà chúng ta mọc răng được đó là do quá trình hình thành chớp răng, các em biết không? Đầu tiên răng ta nó ngắn cái đây, nó có cái phần thân răng thôi, cái chân răng chưa có vậy. Thì khi mỗi lần nó hình thành chân răng thì nó đẩy răng ta ra ngoài, thì đẩy ra ngoài đến khi nó mọc được ra một vuông hàm là do nó hình thành cái chân răng. Và nó đẩy khi nó ra được chân răng rồi, thân răng ra được rồi thì nó tạo thiết ở phần dưới này nữa và nó đóng chớp lại. Thông thường răng ta thì nó sẽ đóng chớp sau 1 năm khi mọc. Ví dụ răng mọc 6 tuổi thì đến 7 tuổi nó mới đóng chớp. Thì những cái răng mà lấy tủy được là khi là đóng chớp mới lấy tủy được, chứ mà răng mà trong thời gian mà chưa đóng chớp mà nó bị viêm tủy thì gần như là cũng phải gỡ bỏ. Tại vì nó không có đóng chớp thì chúng ta không có chữa tủy được, chúng ta không hút đóng tủy được, nó sẽ bị nó vô khuẩn được. Nãy là phần cái răng ấy, thì nó có chia là mô răng và mô nha chu. Tức là mô răng là nãy đó, men ngà tủy là mô răng. Còn mô nha chu là cái phần, nha chu là tiếng Hán Nôm là xung quanh răng. Nha là răng, mà chu là chu vi quanh á. Thì cái phần xung quanh răng gọi là mô nha chu. Mô nha chu thì đây nếu là một phần mô nha chu. Nếu thì nó bám vào trong cái, nó là phủ lên cái xương hàm và nó che cái phần tiếp giáp giữa men và ngà. Và nếu thì nhiệm vụ của nó là nó để nó bảo vệ cái trang lớp men ngà này. Nên những người nào mà bị trục nú á, tụt nú, người là tụt nú hay trục nú thì nó hở vùng men ngà ra thì lúc đó nó sẽ e bút. Với lại những người mà lớn tuổi á, mà bị bệnh nha chu á, thì cảm thấy cái răng dài ra mà thực tế không phải cái răng dài ra mà do cái môi nha chu nó tụt xuống. Cái môi nha chu dù môi nú ở đây, nhưng mà môi nú tụt xuống đây, xương hàm, xương ổ răng tụt xuống đây thì nó hở nguyên cổ răng ra, mình thấy răng dài ra. Không phải là cái răng dài.
cái đường viền nướu, cái này nướu thì đường viền nướu biết rồi. Viền nướu thì đây nó mua mua sợi nhiều, đường viền nướu thì nó sẽ có mua sợi nhiều để nó bảo đảm chức năng chúng ta chảy ra ăn ngay rồi nó không bị chảy xước nướu. Và cái xương ổ răng, cái răng chúng ta nó được gắn chặt vào trong xương hàm nhờ hệ thống xương ổ răng. Thì ta biết cái răng thì nó, xương hàm thì nó nằm ở dưới đây thôi, nhưng nó có một lớp xương ổ nằm trên cái xương hàm. Xương ổ răng thì nó mềm hơn xương hàm. Và nó là cái nhiệm vụ là nó giữ chặt cái xương ở trong cái xương hàm, giữ chặt cái răng vào trong xương hàm. Và khi mà ta nhổ răng đi thì cái xương ổ này nó tiêu đi, nó tiêu đi, nên những người mà mất răng thì đa số cái sống hàm nó phẳng luôn. Thì bình thường cái sống hàm nó phải còn khoảng 10 ly, mười mấy ly, nhưng mà nếu ta nhổ răng hết thì sống hàm có khi không còn cái nào nữa. Thì cái sống hàm là cái xương hàm nằm cho nên cái xương ổ răng nằm cho nó tiêu dần 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 đi. Đó, khi mà có răng thì nó không tiêu xương, rồi nhổ răng rồi nó tiêu xương. Nên cái thường nghe mà mất răng thì cái chỗ đó cái xương nó mỏng, là mỏng và nó vừa mỏng thì ngang mà nó vừa thấp chiều cao, nó do nó tiêu xương ổ. Xương ổ này thì nó mềm, chỗ này mềm. Đây là hệ thống dây chằng nha chu. Tức là cái răng ta không phải muốn tự nhiên nó giữ nó nằm trong xương ổ được, mà nó phải có hệ thống dây chằng nha chu. Dây chằng nha chu này thì một cầu nó gắn vào trong cái xi măng, trong cái xương ổ. Một đầu thì nó giữ lại cho cái răng, và dây chằng này nó có nhiều góc độ đó các chị ha. Nó có dây chằng nó nhiều góc độ đó. Nó đi chiều này rồi nó xuống ở trên thì nó giữ chiều này để giữ cái răng không rơi ra. Ở đây dây chằng ngang, dây chằng ngang ở đây thì nó dây chằng kiểu này, và nó có hệ thống dây chằng lại. Nó có nhiều cái dây chằng để nên thông thường cái răng chúng ta bình thường các em nóng nói răng chúng ta chặt đi, nhưng mà nó vẫn có một độ lung lay nhẹ. Lung lay nhẹ là do cái phản này, cái phản này thì răng chúng ta nó giống như cái xe ô tô mà nó gắn cái máy xe ô tô mà gắn vào trong cái sườn xe là nó phải có cái rong điện, nó không rong điện nó rung ồn, nó rất là rung, khi nó chạy rất là rung. Nên chúng ta cái này gọi là giảm lực, hệ thống này là hệ thống giảm lực. Chúng ta ngay mà nhờ cái hệ thống dây chằng nha chu này nó làm giảm lực của cái răng lên cái xương hàm, nó không có. Mà chúng ta ăn ngay cảm thấy nó ngon đó. Thực tế nó đang ngay là răng chúng ta nó hơi nhẹ đó, chứ không phải là nó. Mà cũng chính vì nhờ cái này mà nhổ răng nó dễ, chứ ai nào cũng chính nhau luôn răng không nhổ được. Nên là những người mà lấy tủy rồi á, khi mà lấy tủy rồi thì cái hệ thống này nó tiêu hết, hai cái này nó dính chặt lại luôn. Nó gọi là ankylo sẽ là dính khớp là hai cái răng với lại cái xương hàm xích chặt nhau luôn. Thì cái này nhổ rất khó. Nên những người nào mà lấy tủy ra mình nhổ răng khó, răng lấy tủy nhổ khó lắm. Thì khi nhổ cái đầu đứt đó, nhổ cái đầu nó hư đó, thì chúng ta nhổ lên đây thì nó lên được khúc này, nhổ tiếp khúc nữa nó gãy khúc này, nhổ tiếp khúc gãy khúc này, cái răng mà lấy tủy thì nó rất là khó nhổ. Đây cái lớp xi măng này thì chúng ta biết cái xi măng này nó chôn, cái lớp xi măng này nó chôn dây chằng nha chu vào đây, thì cái dây chằng nha chu này nó sẽ chôn một đầu vào đây, một đầu nó chôn một xương ổ để nó giữ răng lại. Nên khi nhổ răng thì đa số người nha sĩ ai học nghe sau này răng mặt người ta len cái này, hay len cái này vào chỗ này để ta làm cho phá cái đấm dây chằng nha chu, cho đứt dây chằng nha chu đi, thì người ta lay nhẹ cái đó. Cái này là phần chớp răng, máu và dây thần kinh thì rồi. À bây giờ chức năng của răng em mà biết răng nó có mấy chức năng chức năng chính là ba chức năng chính chức năng này là chức năng ăn nhai, cắn là ăn nhai ha, và chức năng này chức năng mỉ và chức năng phát ăn. Nếu mà người ta mà mất cái răng thôi là phát âm cái khác liền, đặc biệt là phát âm chữ vờ không được, vờ chữ vờ là phát âm được, tại chữ vờ nó nói được chữ vờ thì cái răng này nó phải chạm vào cái đường cái môi thì nó chính hơn, phát âm chữ vờ ép ta phát âm với nguyên chuẩn được. Đi về cũng nói được chữ đi về thì
trong trong cái chuyên môn nó gọi là sơ đồ khi. Khi thì nó là mấy vòng tròn, nhưng mà vòng tròn em khó hiểu hơn thì tôi đưa ra hình này để em dễ hiểu hơn. Thông thường thì sơ đồ khi thì nó có ba cái vòng tròn. Ba vòng tròn nó sẽ gặp nhau một cái điểm điểm nó sẽ sâu răng. Thì ba vòng tròn đó thì biết là cái răng, cái là răng ha, thì ai cái là răng thì là ai cũng có răng hết rồi ha. Và một cái vòng tròn thứ hai là vi khuẩn ha. Một cái vòng tròn thứ ba là vòng tròn về cái thời gian, cái là ba cái vòng tròn ha. Thì nó sẽ gặp nhau thì nó sẽ gây một cái điểm sâu răng. Nên chính người ta hiểu được nguyên nhân sâu răng thì mới có biện pháp phòng ngừa được. Vi khuẩn thì trong miệng ai có vi khuẩn hết. Ai tất cả chúng ta cũng luôn mà vào môi trường được vi khuẩn đầy hết á. Nhưng mà nó có vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại. Chứ còn trong trong bản thân môi trường trong ruột chúng ta có vi khuẩn, trong miệng, trong xoang chúng ta có năng có vi khuẩn, nhưng mà nó sẽ có một cái vi khuẩn có lợi và có hại. Ví dụ trong môi trường miệng chúng ta ăn cảm giác ngon được là nhờ cái men, là nhờ cái vi khuẩn đó. Thì có một số vi khuẩn có lợi đó, nó sinh men và nó tạo ra men chúng ta ăn cảm giác ngon đó. Thì là vi khuẩn có lợi. Và thông thường thì nó cân bằng và vi khuẩn có lợi có hại. Nhưng mà khi mà chúng ta để trong cái lượng vi khuẩn có hại tăng lên thì bắt đầu nó gây ra tình trạng bất cân đối cơ thể. Thì lúc đó là nó sẽ gây ra hiện tượng nào. Mình nói sâu răng với thực tế là hiện sâu răng là hiện tượng mất khoáng. Thì nãy nói rồi trong cái trong cấu tạo của răng thì nó là chất khoáng, cái chất vô cơ rất là nhiều ha. Thì vi khuẩn rất là nhiều. Vi khuẩn thì khi mà chúng ta ăn mà không có vệ sinh sạch thì những cái mảng bám đó là đặc biệt mảng bám là gì, là đường và tinh bột ha. Đặc biệt mảng bám tất cả cái dầu thịt thì nó không, nó gây hôi thôi chứ nó không có gây ra sâu răng. Thịt mà nó động rồi nó căng thì nó gây hôi, tại nó lên men nó bị thối rửa thì nó tạo mùi hôi. Và có thể độc tố nó gây ra là bệnh nhân chung, nhưng mà cái mà nguyên chính gây ra sâu răng là đường và tinh bột. Nên chúng ta làm sao đừng có để chất dính những bánh kẹo rồi mà nó có chất dính mà nó dính trong răng, mà đặc biệt chúng ta ngủ ấy, chứ hoặc còn chúng ta nằm miệng nó xíu chúng ta nghe mùi chua, chúng ta cảm thấy cái miệng ta nó chua chua miệng là nó đã lên sinh acid rồi. Thì vi khuẩn này á, nó sẽ lên men cái đường tinh bột này, nó sẽ tạo acid. Và cái acid này á, chúng ta biết cái acid thì dễ lắm, acid thì chúng ta để cái răng vô là nó bụng liền. Người ta tiến thí nghiệm á, thí nghiệm bằng cách là ta lấy cái miếng bánh mì bỏ cái ly nước, bỏ cái chiếc răng đổ vào đó, đậy lại để 3-4 ngày thôi. Để khoảng 3-4 ngày á, lấy ra là cái men răng ta có thể ta bóp nó phụng. Thì do cái acid nó do cái bọt bằng bổ bánh mì nó bị lên men, nó tạo acid của nó môi trường chua, môi trường pH nó thấp thì nó sẽ làm mất cái chất khoáng đó. Nó sẽ làm dựng phản hóa học và nó mất chất khoáng đi. Mất chất khoáng thì lúc đó là nó bị mất chất khoáng thì nó mềm đi thôi. Chứ còn nó chưa, về sau đó thì đặt nó, khi mà ta một lần để lâu quá thì đồ ăn nó nhét chút nữa vô thì nó sẽ tạo thành cái lỗ. Cái lỗ này thì nó sẽ từ từ nó sẽ động càng nhiều nữa thì nó có acid nhiều nữa thì mất càng động ra. Thì cái hiện tượng là mất khoáng, đèn mineral rất là, và sau này thì nó có hiện tượng là tái khắc quá lại. Có tái khắc quá, ví dụ như là chúng ta mới có hiện tượng mất khoáng thôi, cảm thấy cái men nó mềm thôi. Nếu mà chúng ta giữ sạch và chúng ta để môi trường tự nhiên, môi trường miệng nó sẽ cung cấp chất khoáng lại thì chúng ta. Trước đây á, trước đây thì ta nghĩ là cái sâu răng là nó không hoàn nguyên, tức là nó bị sâu rồi là nó không có tái lập lại được. Nhưng mà cái nghiên cứu của mình ngày nay thì ta nghiên cứu là cái sâu răng nó hoàn nguyên được nếu trường hợp nó chưa tạo thành một cái tổn thương mà nó chưa có gây ra cái hố thì nó chưa, tức là không có lấy cái men còn nguyên nó đi đấy, thì nó vẫn còn tái khắc quá là được, nó cứng lại được. Thì giống như xương làm mà gãy vậy đó. Nhưng mà trường hợp mà chúng ta có độ sâu mà có bậc làm nha sĩ nạo lấy hết phần thì chắc chắn nó sẽ không. Thì nó làm mất khoáng, hiện tượng mất khoáng ha. Mất khoáng là do axit, nó làm mất đi chất vô cơ. Và cái riêng mà cái phần bệnh nha chu đó thì nó do độc tố. Cái vi khuẩn này nó nằm trong cái mảng bám rồi đó. Trong mảng bám rồi thì bắt đầu nó sinh ra độc tố. Và độc tố, chính cái độc tố này nó phá hủy dây chằng, phá hủy mô nướu, rồi nó phá hủy xương ổ thì nó làm cho nướu sưng, chảy máu, có mũ áp xe rồi nó tiêu xương ổ. Thì nó rất là nguy hiểm. Bệnh nha chu nó khó trị hơn là cái sâu răng. Thực tế cái sâu răng này á, thì nha sĩ chỉ cần làm sạch hoặc bác sĩ làm sạch hết, rồi làm sữa son sạch rồi lấy một miếng trám cút kín là hết thì nó hết. Nó sẽ không có xong rồi, người ta giữ kỹ thì nó xong. Còn cái nha chu này trời, nó bệnh có khi là bệnh dai dẳng suốt đời luôn.
cái hai em nào mà bệnh nhân chung mà gọi là bệnh nhân chung tiến triển với người trẻ thì bệnh nó bị nó đi lại và cái xương cái hàm nó đỏ xương đỏ hết lại chảy máu nó viêm tấy hết đụng tấy máu thì trường hợp đó thì là rất là khó điều trị. Một cái bệnh nhân chung mà răng mà nó tụt nước rồi nó lung lay rồi là khó giữ lại được á, nên làm sao để giữ trước, chúng ta phải phòng giữ trước khi nó lung lay là nó là hay nhất ha, để nó lung lay là rất là khó. Cái này là hiện tượng sâu thì nãy ta biết á, sâu thì nó có trong cái cấu tạo răng thì nó có men ngà và tủy, thì sâu răng cũng từng giai đoạn nha, sâu nó cũng còn từng giai đoạn này, sâu men, sâu nếu mấy nơi sâu ngà và sâu tủy ha, thì nó chia ra ba giai đoạn sâu. Thì ở sâu men thì nó chỉ ở lớp men thôi, lớp men thì thường là sâu men thì bản thân ta không biết đau đâu, không có sâu, không có triệu chứng gì hết, nhưng chỉ khi nào ta đi khám bác sĩ thì người ta nhìn thấy đốm được đục đục tí rồi hoặc là cho chụp phim X-quang thì chỗ đó nó thấu quang hơn chỗ kia thì người ta không nghi là có sâu sâu, thì khám thì có thể lấy cái thắm châm ở cái đầu nhọn á, chúng ta chọc vào thì nó tạo thành một vướng cái thắm châm nó không đi thì có độ sâu, thì lúc đó là bác sĩ sẽ khuyên chúng ta là một là chán hay là làm sạch vệ sinh sạch để nó tái phát hóa như thế nào. Thì
và có thể gây chết người. Nếu mà trường hợp cơ thể suy yếu, cơ thể tắc yếu thì cái nó gây ra những trùng huyết, những đông máu, tức là vi khuẩn nó đi vào trong máu thì nó gây thì được nhiễm trùng máu và những đông máu rồi chúng ta có thể gây tử vong. Có khi sâu răng, có khi mình không chữa thì nó cũng có thể gây đến tử vong. Hậu quả của sâu răng dạ biết hết rồi ha, đau nhất, tốn đi điều trị, tốn tiền, tốn bạc, không được ngủ, không được ăn, không yên một số cái. Và có khi nó gây có cái hốc nó chứa rồi ăn có khi nó hôi miệng ha. Cái này là bệnh nha chui, theo bệnh nha chui là do vôi á, vôi nó bám nó không đánh sạch. Cái vôi này đầu tiên nó là mảng bám bừa bám, mảng bám bừa bám thôi. Đầu tiên thì nó mềm á, cái nó không cứng. Chúng ta để qua thời gian thì nó vôi hóa đi, cứng dần lên, nó thành đá ra, người ta gọi là đá ra đó. Thì nó bám, thông thường nó bám thì cái vùng mà nó có bám vôi nhiều là vùng mặt ngoài của răng cố hàm trên, mặt trong răng cửa hàm dưới. Tại vì chỗ này nó có hai cái tuyến bọt, chỗ này có tuyến mang tai này, nó đổ cái bọt ra thì thông thường nó có nhiều chất vôi hơn. Ở dưới này nó có tuyến bọt dưới hàm, nó tiết ra cái ống mặt tông cho mẹ, tiết ra cái bọt ngay chỗ mặt trong của hàm dưới, hàm cửa hàm dưới. Thì cái vùng đó nó dễ ống vôi hơn. Bệnh nhân chung thì nãy nói rồi, nó do độc tố của vi khuẩn nó gây ra anh chị ha, nướng nó sưng lắm, hình này nó không rõ lắm chứ hình tôi là nàng đỏ hết. Và đặc biệt được cho anh chị ha, chỗ nào nó có vôi thì chỗ đó nó sưng nè, nhưng cái răng này nó không có vôi thì răng này cái nướng nó không có viêm, không có đỏ nè. Cái chỗ này nó vôi là nướng nó sưng đỏ nè, cái vôi và cái bựa bám, chỗ nào có vôi có bựa bám thì chỗ đó là cái nướng nó sưng lên ha. Và cái nướng này sưng lên thì nó bở nó dễ chảy máu ha. Thường thường này thì chảy răng là chảy máu, bụng chảy răng chảy máu, viêm nó đỏ sưng phồng vậy chảy máu nó làm cho cái nướng nó không có dai. Bình thường cái nướng nó màu hồng nhạt và nó dai nó chắc á, đụng tới nó không xin nghe để chảy răng nó không máu không cái gì hết á, nó đúng hồng nhạt và nó ôm sát vào răng. Và khi mà nó viêm vậy thì nó phồng lên và nó không có ôm sát răng nữa, nó tạo một cái túi. Thông thường nó sẽ tạo cái túi này, chỗ này thì phía này nó có cái túi và đồ ăn ta ăn nó dễ nhất hơn nữa. Và cái túi đó nó chứa vi khuẩn, chứa thức ăn thì nó càng bị to hơn và nó sẽ gây từ từ nó sẽ gây là tiêu xương hổ. Tiêu xương hổ thì tụt nấu thì nhiều vấn đề, và tiêu dây chằng nha chu tiêu xi măng thì nó sẽ ở cái răng ta dài ra. Chúng ta thấy răng dài ra mà thực tế không phải răng dài ra mà do là do núi với lại xương hổ nó tụt xuống. Trước đây là cái núi nằm chỗ này nè, chỗ này bây giờ nó tụt này ra thì nó cảm thấy răng nó dài ra. Ở dưới này dài đúng ra cái đường nướng nằm đây là đường nướng nó nằm cách thì thang chứ nó đâu có nằm liền, nhưng mà nó do nó bị cái ống vôi rồi nó làm cho nó tiêu cái chằng tiêu núi tiêu sinh hổ rồi nó ăn ra dài. Và khi mà nó dài ra cái phần mà giống như cái cây này cắm xuống đất cắm phải nửa cây thì nó chặt nó không lay được, mà nó cắm xuống nó còn có 1/3 dưới, 2/3 nó nổi lên trên mặt đất thì nó sẽ lung lay giống như răng này. Khi mà nó bị cái độ cắm xuống xương chắc quá thì nó lung lay có khi là nó sẽ tự gục luôn. Có một số người nha chung thì không cần nổ răng đâu, nó lắc kịp cái bên lên lồng để nó dính được cái phần chóp răng cái xíu này. Bình thường nó chung trong xương hàm chắc lắm, nhưng mà khi mà nó ra bị nha chung thì nó sẽ và cái tiến trình viêm nó ngày càng trầm trọng hơn thì xương ổ phá hủy răng nó sẽ lung lay và nó tự ha. Và cách dự phòng của số bệnh này thì nó cũng không khó lắm, chủ yếu là nó
Ờ, đây xin bạn sẽ ngồi xe khác. À, xin lỗi nha, em có điện thoại. Đây, em có điện thoại cơ quan nhất. Số điện thoại không? Em đâu rồi? Vậy, bây giờ ta tiếp ha. Để mà hình thành được thói quen á, thì rất là khó. Thì chúng ta biết là cái khi đi mà chúng ta biết là kiến thức thái độ hành vi ha. Chúng ta kiến thức trước, thay đổi đúng thì ra hành vi đúng ha. Thì để mà hình thành được thói quen này á, không biết bây giờ các em có quen thì chứ nếu mà đã quen rồi thì không chạy ra không ngủ được, tại vì mình cái bước rất khó chịu đó. Thì ngay cả mấy đứa trẻ ở nước ngoài nó từ nhỏ nó được giáo dục, nó được chuẩn bị á, ví dụ lúc nào cũng sẵn mình chạy ăn xong nó chạy liền, và thứ hai là tối nhất nguyên buổi nó bắt cũng không thể chạy ra, thì khi nó không chạy ra nó lên nó trằn trọc và ăn ngủ được, nó phải xuống chạy ra một nguyên buổi được. Thì đó là ta là thành thói quen tốt cho việc năng lượng. Thì thực tế là để phòng các bệnh năng lượng thì dễ cũng không khó. Chỉ có một số bệnh mà liên quan đến yếu tố nội tiết là cũng khó thôi. Ví dụ yếu tố nội tiết là một số người bệnh tiểu đường này ha. Thì bệnh tiểu đường thì gần như là nó dễ bị viêm nướu để nó tu phá hủy. Còn một số người nó có một cái cơ thể đặc biệt, một số cơ thể là cái lượng vi khuẩn mà cái con Staphylococcus mutans nó nhiều quá, thì nó sống vô trong môi trường miệng thì nó dễ gây ra sâu răng thôi, chứ còn không phải là nó cũng phải là nguyên chúng ta không phòng ngừa được. Thì cái con Staphylococcus mutans này thì đặc biệt là nó sinh ra rất nhiều axit, nó sống trong môi trường miệng. Và đó, nếu mà đó một số cơ địa, một số em nào mà trong môi trường miệng nó nhiều quá cái con vi khuẩn đó thì nó mới nguy cơ gan cao hơn, gọi là hay nhất là tiểu đường nguy cơ cao. Có một số bây giờ lớn các em thì không sao, một số trẻ em mà coi như cha mẹ không có chăm sóc răng mà là bản thân em khó chạy răng thì gần như đa sâu răng, tức là trong miệng nó bao nhiêu cái răng là tất cả đều sâu hết, nó gọi là những cái đứa mà nguy cơ cao là high risk. Là cái này trường hợp mình phải áp dụng một số biện pháp bên ngoài phải kèm vào, chứ không để nó tự chăm sóc răng miệng được thì mình phải đó. Thì còn tất cả các cái bệnh răng miệng thực tế sâu răng tai nhã chu hai bệnh thông thường nhất, giữ cái được hết, giữ cái sinh việc làm sạch răng là không bị đâu. Nhưng mà để mà làm sạch răng thì nó có nhiều cái biện pháp. Thì thứ nhất là chúng ta phải chạy răng hàng ngày sau ăn, mỗi ăn nè, trước khi đi ngủ nè ha, sau khi ăn trước khi đi ngủ làm cho răng nước sạch để không có ăn tới bụng bấm báo. Và cái động tác chúng ta chạy răng là chúng ta massage nước, khi chúng ta chảy là chúng ta massage nước tí xíu lên chỉ cái động tác chảy thế nào. Nhưng mà khi chúng ta chảy không phải chảy răng không mà chảy lên cái vùng tiếp giáp giữa răng là nướu luôn, thì khi chúng ta chảy đó là chúng ta massage nướu thì cái nướu nó sẽ ngắn chắc hơn, cái dai hơn, ngắn chắc hơn. Chúng ta mà càng sợ thì thấy chảy máu thì sợ không đụng tới nướu, đụng tới răng không, cái nướu càng ngày càng viêm, càng dễ chảy máu nhiều nữa, nướu nó vỡ thôi. Và phải đặc biệt là ăn uống cái bộ tập bổ trong đó để đi để khám định kỳ, khám định kỳ để mà nghe sĩ ta phát hiện ra những cái khuyết điểm mới đầu tiên đó. Thì cái này là cái khi mà có vôi có bằng phán thì chúng ta phải đi cạo thôi. Cạo thì các anh chị biết hồi xưa á, cái này kể thì vui thôi, chứ hồi xưa mà tôi là thời còn sinh viên trước khi ra trường, năm mà tôi ra trường là 88, là đi nhổ răng với là cạo vôi, không có băng răng cái gì hết, để tay không hay rửa sạch xà bông xong rồi lau khô thì để về cầm bông gòn này nhổ răng với lại cạo vôi cho bệnh nhân thôi. Thì khi cạo vôi thì thấy cây này nó bén chứ không, cây này nó rách cái tay mình hoài, rất cho tay và rất cho cái môi má của mình em hoài. Cái này là cạo vôi bằng tay, bây giờ là cạo vôi bằng máy, giờ máy siêu âm. Giờ máy siêu âm thì nó rung thì khi mà nó rung vô đập vô đó thì rung thì là cái vôi nó sẽ rung một tần số nhanh hơn. Cái khả năng là rung hơn thì nó sẽ tắt cái vôi nó tự tắt hơn. Nó cạo vôi bằng siêu âm thì đi ăn cái cạo vôi, cạo vôi nó không có đau gì. Để vôi nó máy cái siêu âm rung, cái rung thì làm cái vôi nó tự rơi ra. Mình ra sao đang móc sạch được. Hồi xưa là cạo bằng tay không các chị đó. Tay cạo cạo vì khi chạy đai xứ là bình thường, nhưng mà thời đó chưa có cái bệnh không, mà thời đó là chúng ta bị Việt Nam ta bị bệnh viêm ACB nhiều á, là cũng một phần là thời đó ta không có biện pháp ăn người nhiều, ngay cả nha sĩ thời đó cũng khẩu trang cũng xài đi xài lại rồi giờ khẩu trang chúng ta thay mỗi ngày rồi. Hồi xưa là còn cắt bằng vải nha, khi mang vô xài rồi ngay cả thời đó tôi nói không có găng đó mà thì nó dễ lây nhiễm, dễ lây nhiễm chéo. Nhưng mà nhiều khi bản thân nha sĩ sẽ làm cho người này lây qua người khác, qua người bản thân nha sĩ. Bây giờ thì làm nó cắt hết các công đoạn. Bây giờ là bệnh viện thứ hai là xài cho 10 riêng. Sau đó thì cái nào mà tái sử dụng là phải tiệt khuẩn 100% rồi mới tái sử dụng lại mới được. Còn
cái nào được lái nữa, khỏi liên ganh phục trang, cái nào được phải gọi thì là sao sao lần nên mình cũng đi, nếu mà mình có đi khám chữa ra có phát bệnh gì á, mình cũng phải quan sát cái người làm với mình. Tại mang gan đó người ta làm thì có mang gan đó nó biến dịch tiết bọt rồi không, nó thấu rồi không, nếu gan đó dính thì mình yêu cầu thay một lần. Cái đó là chúng ta tự bảo vệ, hay là quyền lợi chúng ta phải bắt buộc phải bảo vệ. Thì về cái vấn đề là cái thời tôi kể cái thời đó là chỗ ra một tay không, không có ngăn không gì hết, máu ngay thì khi là cao vô xong tay máu ngay chỗ răng xong tay có mấy rửa này rửa xong rửa sạch lại làm tiếp vậy. Nhưng mà bây giờ thì khác là từ sau năm, tức nghĩa là từ sau năm 88 ta có cái ca cái đầu tiên, sau đó thì chúng ta mới dần dần dần. Và tôi là những trong những người ra trường xong tôi đi làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn các phòng nha, thời đó các phòng nha thì biết cái lượng sôi thôi, cái là vụ xài xong là lượng sôi lại để xài người khác, nhưng mà lượng sôi thì nó không có đủ cái độ tiệt khuẩn mà 100% cái chuyện gì một vài vi khuẩn thông thường, những vi khuẩn khác bây giờ thì người ta có hệ thống tiệt trùng hết, cấm gói dịch vụ rồi phải tiệt trùng bằng cái loại hát áp suất, áp suất này nó phải đạt bao nhiêu á thì nó mới được, nó mới đạt cái này nó có quy định hết. Các biện pháp làm sạch răng miệng thì có 3 biện pháp chính, biện pháp thứ nhất là biện pháp cơ học, biện pháp hóa học và biện pháp tự làm sạch, khả năng tự làm sạch. Mấy này nhớ nha, thiên tiên cho ra biết làm nha. Các biện pháp cơ học thì là động tác chảy răng là cơ học, tức là cái động tác chảy làm sạch là cơ học. Làm sạch kẽ răng với chỉ nha khoa cũng là làm sạch cơ học, tức là dùng cái chỉ nó kéo cái. Nhớ là răng thì chúng ta nó có răng, tức là chảy răng nó chỉ sạch được phần mặt nhai. Ví dụ răng này nó còn mặt nhai đây nha, ngoài mặt trong, mặt trong thôi chứ hai cái mặt gần xa thì là cái bàn chảy không chảy được, không chảy được. Cái mặt gần xa mà tiếp xúc giữa hai răng thì là ví dụ như giữa hai thì là nó không chảy răng, không làm sạch được, mà chúng ta phải làm sạch bằng chỉ nha khoa. Hay là cái dental floss, cái dental floss thì nó bắt buộc ta phải dùng cái chỉ, nó tơ, nó mịn á. Chúng ta khi mà kéo cái răng thì cái chỉ nó tưa ra được, chúng ta cái răng lấy sạch cái vùng kẽ răng ra, gọi là làm sạch ra bằng kẽ bằng chỉ nha khoa, và dùng tâm xỉa răng. Nghĩa là tâm thì chút xíu lên dẫn tâm, động tác tâm là khều thôi nha, động tác tâm là khều cho răng ra thôi chứ không phải đẩy cái tâm qua cái kẽ răng. Khi mà đẩy cái tâm qua kẽ răng thì nó làm tổn thương cái tâm chắc nướu, cho cái tâm chắc nướu nó hư thì nó sẽ không hồi phục, và cái kẽ ngày càng hở ra nó sang ngày càng hại lớn. Bây giờ ta đỡ chứ một số các già xưa ăn hay cầm tâm đẩy qua đẩy lại thấy cái răng của ổng là hai răng kẻ bự kia, nó kẻ một thằng ngàn to vậy, còn răng phái nó già quê vậy, thì khi cái răng kéo ra kéo vô ra cái động tác xúc miệng sau răng, nếu mà ta đi ăn tiệc rồi ta không có bằng chải thứ gì hết thì chúng ta dùng cái nước xúc miệng mà xúc mạnh cái động tác xúc miệng làm trôi cái răng, làm sạch một phần và đó là khoa học. Hoặc là dùng dụng cụ nha khoa với sự trợ giúp là lấy cái máy cạo vôi, làm cái kem cạo vôi thì đó làm sạch răng, thì đó là cái biện pháp cơ học. Biện pháp hóa học thì chúng ta có một số cái chất làm trong kem đánh răng, trong kem đánh răng nó thành phần chính đó là nó làm sạch răng, chất làm sạch răng, chất làm trắng răng, chất tạo mùi và chất tạo bọt. Trong kem răng thì nó có một số chất vi khuẩn, nó có một số thành phần chất đó thì nó làm có tính chất là nó làm sạch răng luôn. Và xúc miệng với dung dịch có chất sát khuẩn, những cái sản phẩm thì nó bán ngoài này nó chiết tới đi luôn, rồi thì cái một số cái kia rất là nhiều. Và ông bà ta xưa thì là hay dùng xúc miệng nước muối, nước muối thì nó cũng tác dụng diệt khuẩn một phần nhỏ, phần thứ hai nữa là nó là tính chất kháng viêm. Tại cái muối mặn, mà mặn thì nó là dung dịch tu trương, và cơ thể là dịch chẳng trương, thì khi mà một cái tiếp xúc với một cái dung dịch ưu trương thì cái dịch nó sẽ thoát từ cái vùng phần mặn trương đi ra ưu trương, chắc là từ cái nồng độ mà thắt nó qua cái nồng độ của nó cái chỗ làm đặc hơn để nó cân bằng lại, thì nó làm giảm viêm. Tức là cái xúc miệng nước muối này nó tác dụng khiến mình cũng nhẹ, thứ hai là nó làm cho cái núi nó không có viêm, tức là nó làm thoát được trong cái núi này, không có núi này. Và cái thuốc tẩy trắng răng thì nó sẽ làm cho cái răng nó sạch, thì đây là sản phẩm cái thuốc hóa học. Và cái khả năng tự làm sạch đây là khả năng rất quan trọng. Tại có một số người á, bây giờ chúng ta ở thành phố chúng ta có bằng chải hơn, hồi xưa tôi sống nông thôn tôi biết có một số người không có chải răng gì hết, nhà không có bằng chải luôn, nhưng mà răng vẫn trắng thì vẫn không sâu răng ha. Tại vì biết là sao cấu trúc cái răng nó hoàn chỉnh rồi, cái men rất là dày và khoảng cái hai phần tiếp xúc với nhau rất là tốt, nó không nhắc răng vô kẽ giữa ha. Đó là và nghĩa là ở nông thôn sẽ tăng cái răng sơ mà
là không có chế biến nhiều đâu, có kẹo, có đường, thì ăn thời đó đi ăn rau rồi ăn rau củ thôi. Thì bản thân cái rau củ đó là lại giúp làm sạch răng. Mà trong cái quá trình ăn nhai là quá trình làm sạch răng, thì biết không? Các chị để ý khi nào các chị nhai bên đây á, cái răng này nó đau không nhai được á, thì cái phần răng này nó dơ răng này. Cái vùng nào ta ăn nhai nhiều thì ta sạch hơn là cái vùng không ăn nhai, đặc biệt vậy. Nên khi mà tới nhà sĩ khám bên mở ra, ta nói là anh không có nhai bên đây phải không? Là biết là tại phải không nhai nó bựa rồi nó hôi, mặt răng nó dơ rồi cũng thế chuyện hết, nuốt nó kem đúng không? Quá trình ăn nhai là quá trình tự làm sạch răng. Khi chúng ta ăn nhai thì thức ăn nó trôi qua cái mặt răng, nó làm chảy rửa mặt răng sạch. Nên sau khi ăn xong rồi chúng ta ăn thử ăn ổi nè, ăn táo nè, ăn lê, ăn những cái thức ăn mà chất giòn, chất sơ, nó chảy rửa, ăn xong cảm thấy miệng bị sạch. Tại vì ăn xong cái khi mình ăn mình nhai á, thì tại sao người ta bán chewing gum là thứ nhất là chewing gum là ăn thứ nhất là trong cái chewing gum là nó kích thích tiết bọt, là tiết bọt ra là nó một phần nó làm loãng đi cái nồng độ của cái vi khuẩn hay là acid sinh ra gì á. Thứ hai nữa là cái chewing gum này ăn nhai á, nó chảy cái mặt ra, nó làm sạch cái bừa bãi. Nhưng mà những cái sinh gum sau này nó bắt vào trời thì sẽ nó bỏ cái đường nhiều quá, người ta bỏ, bây giờ ta xài đường silicon. Silicon thì nó mang cái chất ngọt mà nó không có gây sâu ra, không có gì nữa. Nên cái chung gương mà ta lựa cái chung gương có silicon chứ đừng lên silicon. Nếu mà có được vô trong đó thì ta dễ sâu ra, ta lọt cái silicon thì nó ngọt nhưng mà nó không gây sâu ra. Và cái nãy tôi nói cấu tạo răng, nhiều khi bản thân cấu tạo răng nó tốt quá đi, nó sắp xếp đều giống như cái mái nhà nó đều nhau vậy, thì và nó không có phải cái thì quá trình tan nha nó tự chảy sạch răng, nên răng ta rất là sạch và không bị sâu răng. Cái này là bản thân tôi là sinh viên tiếng quen răng rất là tốt đều, cái một số già tới già ngay xương rồi rớt do hình dạng kiểu cái đó thì người ta ăn thì làm sạch, tự nhiên bản thân không có thể thì chưa nó có chất đề kháng của vi khuẩn đó. Hay có một số người không đề kháng vi khuẩn rất nhiều quá, một số người khả năng đề kháng vi khuẩn rất ít, số lượng vi khuẩn nó không đủ để gây tạo ra acid nó làm cho phá hủy. Và đặc biệt là những thứ khác như chất xơ ha, cái này chảy răng như thế nào ha, chảy răng như thế nào thì chúng ta biết á, chảy răng thì chúng ta chia thành nhiều vùng. Mỗi vùng thì nó bằng cái bề ngang của cái bàn chải thôi. Thí dụ người ta chia vùng nó bằng 2-3 bề. Và trong tiên môn nó gọi là sẽ tăng, chia nhiều sẽ tăng. Một sẽ tăng thì cái cối thì chia nó 2 sẽ tăng, 2 cối. Càng cửa thì chia là 3 sẽ tăng. Một sẽ tăng là tương ứng với là cái bề ngang, cái chiều ngang của bàn chải. Để người ta chải vùng đó sạch. Một vùng dạng thì đúng ta. Bây giờ hồi xưa á, cái này có một số phương pháp rõ ràng. Phương pháp này là của Lucy Square, tức là đưa ra gọi là phương pháp Bach. Thì sau đó là bắt cải tiến, bắt modify được nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì Tổ chức Khởi Thế Giới nó khuyến cáo là chảy làm sao chảy miệng sạch ra người thì khi mà bắt chảy kiểu này kiểu kia được lên thì khi chảy có kiểu đó thì nó khó. Nhưng mà đảm bảo nhận một số nguyên tắc cho nó đúng. Nhất là răng là không có chảy theo chiều ngang, nhớ ha. Phải chảy theo chiều dọc răng. Tại đặc biệt đó, chảy chiều ngang á là nó sẽ gây mòn răng. Nước chảy đá mềm mà, anh chị biết không? Nước chảy đá mềm mà răng ta vậy, ta chạy từ ngang, chạy hoài, chạy tới, chạy luôn, chạy hoài, nó sẽ mòn, mà đặc biệt mòn được cổ răng. Đặc biệt tôi nói cái gì á, bây giờ tuổi chị chưa phải làm gì lớn một xíu lên, thì khi tới nha sĩ á, nó khuyết yêu hình, khuyết cái chuyện cổ răng, chỗ này mà cái men nhà tiếp giáp ra đó, nó tụt xuống, nó chạy ra liếc á, nó tụt xuống, nó mòn, khuyết cái nửa răng luôn, nó khi nó gãy, nó khi nó chết tuyển á, thì nên là khuyến cáo làm sao, tại sao nó chạy răng theo chiều dọc. Ra chị hình dung luôn đi, hình dung các chị có cái đường chạy đầu, cái đường chạy đầu đó nó dơ ha, nó dơ đi thì các chị muốn rửa sạch á, các chị chạy ngang cũng bị sạch á, các chị phải chạy theo dọc theo răng đường thì nó mới sạch. Để cái đường chạy đầu mình mà nó đóng dơ á, lâu ngày mình chạy xong mình thấy đen đen á, mình muốn đi rửa á, các chị thầy thử các chị lấy bằng chải mà các chị xà bông chà mà nó không bị sạch nữa, các chị phải chạy dọc nó mới sạch được. Thì nó chảy răng như vậy, mà ta gọi là chảy răng nha, không phải dùng. Tại sao ta dùng chảy đầu thì nhẹ nhàng thôi, hồi xưa mình đánh bài và đánh răng mạnh lắm, cái lực đánh răng mạnh lắm, đánh mạnh quá cũng không tốt. Bây giờ ta dùng cái từ là chảy răng, không ai dùng đánh răng nữa. Nhưng mà vẫn là kem, vẫn là kem đánh răng, nhưng động tác thì chảy răng, bàn chảy răng, cái gọi là chảy đầu thôi. Không ai nói đánh đầu á, đánh đầu rồi nó mạnh lắm, chảy răng. Hồi xưa ông bà mình hãy đánh răng đi, đánh răng đi, đánh mạnh quá.
chải một đường vừa phải. Và cái chải, ví dụ hàm trên á, hàm trên thì khi chải á, chúng ta đặt cái bàn chải ở thành góc, tại thành góc từ 45 độ so với cái trục răng này. Cái trục răng là trục này, cái tiền hết, trục răng lên hết. Thì ta đặt răng, đặt cái bàn chải vào đây, cùng tiếp giá tựa núi vào răng. Và rung nhẹ, nhớ có động tác rung nhẹ nha. Rung nhẹ là chi rung nhẹ để cho cái lông bàn chải này nó massage nước. Thứ hai nữa là cái lông bàn chải này nó chui vào được cái vùng kẽ này. Để nó lấy xuống thì ta chảy theo chiều này nè, nó đang rung đây, chảy xuống, đang rung chảy xuống, chảy này thì nó mất thời gian hơn.